Honda ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam vào tháng 3 1996. Sau hơn 2 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, những chiếc xe máy của Honda dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tới mức danh từ chung để gọi những chiếc xe máy là xe Honda. Để trở thành thương hiệu đình đám như ngày hôm nay, Honda đã trải qua quá trình đầy thăng trầm. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị ngược dòng thời gian để tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu này. Thương hiệu Honda gắn liền với tên tuổi cuộc đời của người đàn ông đầy đam mê và nhiệt huyết với khoa học công nghệ, đó chính là Soichiro Honda. Ông sinh ngày 17 tháng 11 năm 1906 tại Yamahigashi. Soichiro Honda là con trai của gia đình Gihei Honda. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 năm 1922, Soichiro cùng bố đến Tokyo. Ông vào học việc tại cửa hàng sửa chữa ô tô Ark Shokai. Tại đây, ngay lập tức, ông bị thu hút bởi những tiếng ồn của động cơ máy móc. Sau 5 năm học việc tại cửa hàng Ark Shokai và 1 năm chứng minh khả năng của mình với ông chủ, cuối cùng, ông đã được phép tự mở chi nhánh Ark Shokai ở làng của mình tại Hamamatsu. Lúc đó, Soichiro vừa tròn 21 tuổi. Năm 1939, Soichiro thôi làm quản lý cửa hàng Ark Shokai Hamamatsu, chuyển đến Suel Kawashima, trở thành chủ tịch của Tokasaki Chiyo Kogyo. Từ năm 1942, ngay sau khi Nhật Bản bắt đầu tham chiến, cơ sở Tokasaki Chiyo Kogyo đã dần trở thành một nhà máy sản xuất thiết bị quân sự. Năm 1945, thành phố đã bị phá hủy trong một cuộc đột kích của máy bay Mỹ. Nhà máy Yamashita bị cháy rụi, còn bản thân Soichiro phải sơ tán về làng cũ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Soichiro mở công ty Honda Gijutsu Kenki Juyo, nhưng chưa phải là một tên tuổi lớn. Tháng 10 năm 1946, sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng ông đã chế tạo được chiếc xe đạp có gắn động cơ. Do khan hiếm về nhiên liệu, nên những chiếc xe này được ông thiết kế chạy bằng dung dịch chiết xuất từ nhựa thông. Năm 1947, Soichiro yêu cầu một kỹ sư trẻ tên là Kiyoshi Kawashima, người sau này trở thành chủ tịch của Honda Motor nhiệm kỳ 2, thiết kế và chế tạo động cơ 2 kỳ. Một năm sau, động cơ kiểu chữ A 2 kỳ 50cc. Cải tiến tự động từ xe Put-Put, chiếc xe gắn loại động cơ này là sản phẩm đầu tiên của công ty Honda. Công ty Honda Motor chính thức thành lập vào tháng 9 năm 1948 với số vốn là 1 triệu yên. Tiếp theo, động cơ chữ A là động cơ chữ B và C. Tất cả những chiếc xe máy chế tạo ở nhà máy Honda đều bán chạy. Và đến năm 1949, công suất hàng tháng lên đến 1.000 chiếc. Soichiro là một thiên tài sáng tạo, nhưng khả năng quản lý tài chính của ông lại hạn chế. Vì vậy, ông được giới thiệu Fujisawa, lúc đó là quản lý của một nhà máy nhỏ trong thị trấn, một thiên tài về sản xuất và một thiên tài về quản lý đã liên kết với nhau. Từ đó cho đến khi Fujisawa qua đời, họ là một cặp bài trùng không gì có thể tách rời được. Sức mạnh hiện nay mà công ty Honda có được là nhờ sự hợp tác giữa Honda và Fujisawa. Vào tháng 10 năm 1949, Fujisawa đến làm việc với tư cách giám đốc điều hành của Honda. Hai tháng trước đó, Soichiro đã chế tạo thành công động cơ chữ D 2 kỳ 98cc. Động cơ này không giống với các loại động cơ 2 kỳ trước, nó gắn liền vào chiếc xe máy và mở đầu cho loại xe máy có trọng lượng nhẹ ra đời. Ông gọi đó là chiếc xe Dream bởi vì ông cảm thấy rằng với sản phẩm này, những giấc mơ của ông sẽ trở thành hiện thực. 6 tháng sau, ông Fujisawa thành lập phòng kinh doanh ở Kayobashi, Chuoku, Tokyo để đảm bảo nguồn vốn và thúc đẩy việc bán xe Dream. Chiến lược của Fujisawa nhanh chóng mang lại kết quả, doanh số bán xe tăng mạnh ở khu vực phía Bắc và phía Đông Nhật Bản. Fujisawa gửi đi những cuốn catalog giới thiệu về xe Dream với đầy đủ thông tin tại các cửa hàng bán xe đạp. Chỉ sau một thời gian ngắn, mạng lưới gồm 5.500 cửa hàng đã được thiết lập trên khắp Nhật Bản. Chuẩn bị cho việc kinh doanh trên phạm vi cả nước, công ty đã triển khai xây dựng nhà máy ở Kamajiyucho, Kiyotaku, Tokyo, sau đó là một nhà máy khác lớn hơn ở Shirako, quận Saitama. Doanh số bán hàng nhanh đến mức sản lượng của nhà máy Shirako với 1.500 xe một tháng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Năm 1953, công ty mua một vùng đất rộng ở Yamato Machi, quận Saitama để xây dựng một nhà máy khác. Cùng lúc này, để theo kịp tốc độ mở rộng công ty, trụ sở chính Honda đã chuyển đến Yaesu, Tokyo. Soichiro cũng chuyển tới Tokyo trước đó 9 tháng. Tốc độ phát triển của công ty Honda khiến nhiều người không thể tin được. Trong suốt thập kỷ 90, Honda tiếp tục cuộc chinh phục thế giới bằng những cải tiến về công nghệ và sự hiểu biết sâu sắc văn hóa thị trường của mình.
Soichiro Honda đã được vinh danh tại Automobile Hall of Fame, một bảo tàng vinh danh những con người có đóng góp to lớn cho nền công nghiệp sản xuất xe tại Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1989.